Khi mà mọi người xem được cái video này thì mẹ con Hoa đã mẹ chồng con vuông rồi. Nè Mia sinh được hơn 10 ngày rồi, Hoa mới có thời gian edit video hành trình đi đẻ cho mọi người xem được nè. Bầu ba đứa sinh ba lần, mỗi đứa là một trải nghiệm khác nhau luôn mọi người ạ. À. Nhưng mà đẻ Mia này là hành mẹ đau lâu nhất luôn. Hoa đau từ trưa ngày hôm trước tới nguyên một ngày hôm sau tới sáng hôm sau nữa mới sinh. Ngày đầu tiên thì em bé gò cứng bụng mẹ cứ một tiếng một lần xong rồi lại 30 phút một lần cảm giác nó đau nhói một cái chỉ trong tích tắc vài chục giây là hết thôi à bữa đó thì hoa chưa có dấu sinh nhưng mà thấy em bé gò liên tục như vậy nên là hai vợ chồng hoa cũng lo nên là hai vợ chồng hoa đi bệnh viện để kiểm tra sẵn tiện mang luôn cái vali đi theo biết đâu bữa đó đẻ nhưng mà không nha tới đó bác sĩ khám thì cổ tử cung của hoa chưa có nở phần nào nên là bác sĩ kêu đi về theo dõi rồi qua tới khúc này là 10 giờ đêm ngày hôm sau nè Nghĩ bụng là sắp sinh rồi phải ở cữ không có được ăn uống thoải mái nên là tối hôm đó thì hoa còn rủ mấy chị em đi ăn haji lao nguyên một ngày hôm đó từ sáng tới tối thì em bé cứ gò cứng bụng hoa cứ 30 phút là đau một lần đợt này thì dấu sinh của hoa khác so với hai lần trước nó chỉ có ra một chút dịch nhầy trong màu trắng dai thôi à đi ăn haji lao về tới nhà là cũng khoảng tầm chín mười giờ đêm lúc đó thì cái cơn gò của hoa cái tần suất nó càng ngày nó càng gần lại cứ 15 đến 20 phút một lần lúc đi ăn về về tới nhà là hoa cảm giác là cái bụng của hoa càng ngày càng đau thì hoa chắc chắn là hôm nay sẽ sinh hai vợ chồng lần đợt soạn đồ để đi sinh còn vi thì hoa gửi bên nhà nội bệnh viện đợt này vợ chồng hoa chọn thì cũng ở gần gần nhà cách khoảng 4 năm cây nên là cũng đỡ lo. Khúc này vô tới bệnh viện là em bé bắt đầu gò nhiều và đau hơn. Lúc này bác sĩ kiểm tra thì cổ tử cung của Hoa đã nở được hai phân rồi nên là Hoa được chuyển lên phòng chờ sinh. Nằm chờ một lúc thì bạn y tá đưa cho Hoa bộ đồ bệnh viện để đi thay. Do là Hoa sinh hai lần trước đó rồi nên là biết là sắp tới là những cái biểu hiện gì nó sắp xảy ra nên là cũng sợ lắm luôn đó cả nhà. Cái khúc này là bạn y tá đẩy Hoa tới cái phòng siêu âm để kiểm tra. Em Mia là muốn ra dữ lắm luôn rồi nên là quậy tưng bừng ở trong bụng mẹ. Siêu âm xong quay ra thì thấy anh xã Hoa đón bà ngoại vô tới nơi rồi nè. Quay trở lại phòng chờ sinh bác sĩ kiểm tra thì cổ tử cung của Hoa đã mở bốn năm phân rồi rồi tới cái khúc này là bắt đầu lên bàn đẻ nè tranh thủ lúc không đau thì hai vợ chồng hoa tranh thủ check in đau đẻ thì nó sẽ đau theo từng cơn gò nên là đó là lý do tại sao lúc thì mọi người thấy hoa cười lúc thì thấy hoa nhanh nhó là vậy đó khi mà cụ tử cung mở được 6 phần rồi thì bác sĩ bắt đầu chích thuốc gây tê màng cứng cho hoa khuyên thật lòng những mâm nào đi sinh thì nên tiêm cái mũi giảm đau này bởi vì nó giảm đau đáng kể cho mình luôn á khúc này thì hoa sẽ để âm thanh thật để cho mọi người cảm nhận cái cảm giác đau đẻ cùng với hoa nha nhìn hoa đạn thì mọi người nghĩ là đơn giản vậy thôi chứ hoa đạn cũng 10 15 phút thì em mới chịu ra đó. Cửa sinh là cửa tử phải nói là không có một cái cảm giác đau nào mà đau bằng đau đẻ. Nhất là những ai mà sinh lần 2 lần 3 thì cái cảm giác đau dạ con nó còn đau hơn đau đẻ nữa. Xem xong tới đây thì có mâm nào sợ đi sinh không? Đau thì đau thì đó nhưng mà hoa chắc chắn đây là cái cảm giác mà người phụ nữ nào cũng muốn một lần trải qua trong đời đúng không nè?